Ngày hôm nay các con sẽ học hai vần mới, đó là vần oan và vần ân. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học nào. Giới thiệu với các con, đây là vần oan. Cô đánh vần O A N oan. O A N oan. Vần oan có âm O đứng trước, âm A đứng giữa và âm N đứng cuối. Cô có vần oan. Muốn có tiếng hoan, cô thêm âm gì, thanh gì? Đúng rồi, muốn có tiếng hoan, cô thêm âm hờ, thanh ngang. Giới thiệu với các con, mọi người trong tranh đang vỡ hoan. Vỡ hoan tức là làm cho đất hoang trở thành đất trồng trọt. Giới thiệu với các con, đây là vần oan. Cô đánh vần O, Á, Ng, Oan. O, Á, Ng, Oan. Vần oan có âm O đứng trước, âm Á đứng giữa và âm Ng đứng cuối. Muốn có tiếng hoẳng, cô thêm âm gì, thanh gì? Giỏi quá, muốn có tiếng hoẳng, cô thêm âm hờ đằng trước vần oan và dấu ngã. Cô đánh vần hờ oan hoang ngã hoẳng. Giới thiệu với các con, đây là con hoẳng. Cô có từ con hoẳng. Nãy giờ các con đã nghe cô giới thiệu và đọc rồi. Bây giờ các con sẽ đọc lại cho cô nghe nhé. Giỏi quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua từ ứng dụng. Từ đầu tiên, trong từ áo choàng có tiếng nào trước vần mình vừa mới học? Đúng rồi, trong từ áo choàng có vần oan mình vừa học. Chúng ta qua từ tiếp theo. Cô đố con, trong từ oan oan có tiếng nào trước vần mình vừa mới học? Đúng rồi, trong từ oan oan cả hai tiếng đều trước vần oan. Chúng ta qua từ thứ ba. Cô đố các con, trong từ liến thoáng có tiếng nào chứa vần mình vừa mới học? Đúng rồi, trong tiếng luyến thắng có tiếng thoáng chứa vần oan mình vừa học. Cô đố con, trong từ dài ngoằn có tiếng nào chứa vần mình vừa học? Đúng rồi, trong từ dài ngoằn có tiếng ngoằn chứa vần oan mình vừa học. Và bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đọc lại toàn bài nhé. Con giỏi quá, chúng ta sẽ cùng nhau qua bài ứng dụng. Ở bài ứng dụng này, các con sẽ đọc cho cô từng câu thơ. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ nhé. Cô dạy em tập viết.
gió đưa thoảng hương nhài. Nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Các con hãy quan sát bốn dòng thơ trên hình và cho cô biết tiếng nào chứa vần mình vừa mới học. Đúng rồi, giỏi quá. Trong dòng thơ thứ hai có tiếng thoảng chứa vần oan. Các con vừa đọc xong bài ứng dụng và bây giờ các con sẽ đọc lại toàn bài. Các con hãy quan sát trên hình và cho cô biết bạn nhỏ đầu tiên đang mặc áo gì. Giỏi quá, bạn nhỏ đầu tiên này đang mặc áo choàng. Áo choàng chứa vần oan mình vừa học. Vậy bạn nhỏ thứ hai này đang mặc áo gì? Đúng rồi, bạn nhỏ thứ hai đang mặc áo len. Vậy bạn nhỏ này đang mặc áo gì? Giỏi quá, bạn nhỏ này đang mặc áo sơ mi. Cô và các con đã cùng nhau đọc qua toàn bài. Bây giờ các con sẽ đọc lại bài cho ba mẹ nghe nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo. Xin chào.